Những vết sơn vẫn còn mới nguyên ở phần mạn phải của tàu CSB 4033 cho thấy nó vừa trải qua một đợt sửa chữa lớn. Đây chính là phần mà tàu hải cảnh 044 Trung Quốc đã ngang ngược đâm thẳng vào, dẫn đến hư hỏng cách đây chưa đầy 10 ngày. Sau một thời gian gấp rút, các công nhân kỹ sư của Tổng công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng đã tích cực sửa chữa, khắc phục sự cố. Theo Vùng Cảnh sát Biển 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, đến nay tàu CSB 4033 đã hoàn tất việc sửa chữa và sẵn sàng lên đường khi nhận được nhiệm vụ. Tại cầu cảng Tổng công ty Sông Thu, lực lượng Cảnh sát Biển đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để tàu CSB 4033 ra khơi. Ngoài việc cung cấp thêm dầu máy, thực phẩm, nước sinh hoạt, thì các chiến sĩ cũng kiểm tra lại hệ thống tàu cứu hộ, tàu cứu sinh để đề phòng các trường hợp xấu. Các trang thiết bị trên tàu cũng được kiểm tra lần cuối trước khi lên đường. Do tình hình ở ngoài khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan 981 trái phép vẫn còn rất căng thẳng, nên công tác chuẩn bị rất cẩn thận và chặt chẽ. Các cán bộ chiến sĩ trên tàu Cảnh sát Biển 4033 đang nóng lòng trở lại biển, sát cánh cùng các đồng đội, bảo vệ chủ quyền, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Phía sau tôi đây là tàu Cảnh sát Biển 4033. Có lẽ cái tên này đã trở nên quen thuộc với người dân cả nước trong những ngày qua, khi đây là một trong những chiếc tàu tham gia ngăn chặn hành động phi pháp của Trung Quốc khi đặt trái phép giàn khoan HD981 tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và sau một tuần sửa chữa, thì lúc này thì chiếc tàu đã sẵn sàng trở lại nhiệm vụ mới.